Kính thưa quý vị, Văn phòng lực lượng thường duyên Nam Hàn bị lục soát liên quan đến cuộc điều tra vụ tai nạn chìm phà tên tự Móc Vô. Toán điều tra của Nam Hàn đã lục soát văn phòng của lực lượng thường duyên ở Móc Vô vào ngày hôm nay như một phần của cuộc điều tra về phản ứng ban đầu của các giới chức trong vụ tai nạn chìm phà Sewon. Cuộc lục soát được thực hiện bởi nhóm các công tố viên và cảnh sát, diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích cho rằng chính quyền đã lãng phí những giây phút ban đầu rất quan trọng khi không có phản ứng phù hợp sau các cuộc gọi cứu nạn đầu tiên. Toán điều tra đã tịch thu nhiều tài liệu trong văn phòng của lực lượng tuần duyên ở Móc Pô, một thành phố cảng ở phía tây nam gần hải cảng Jindu, nơi tập trung các hoạt động cứu hộ. Văn phòng này đã nhận được tín hiệu cấp cứu đầu tiên từ một thiếu niên trên tàu. Thiếu niên được cho biết là một trong những sinh viên trên tàu đã yêu cầu giúp đỡ, nhưng theo tài liệu thu được, một quan chức tuần duyên đã yêu cầu người học sinh cung cấp vĩ đồ và kinh đồ của vị trí của mình. Hơn 300 người, hầu hết là các sinh viên và giáo viên của trường trung học Đăng Quang đã bị thiệt mạng hoặc mất tích và được cho là đã chết.